Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Soi tất tần tật bằng chứng hẹn hò của Gil và Linka, diện đôi đôi du lịch trùng và loạt dấu hiệu quá đáng ngờ. Dù nhiều lần lộ bằng chứng hẹn hò, song cả Gil và Linka đều không lên tiếng xác nhận khiến công chúng không khỏi nóng lòng. Tin đồn hẹn hò của Gil và Linka bắt đầu được dấy lên vào tháng 9 2019 khi cả hai liên tục bị cộng đồng mạng soi ra rất nhiều hình ảnh đáng ngờ. Thế nhưng, mặc cho người hâm mộ liên tục đứng ngồi không yên, cặp đôi vẫn nhất quyết không chịu lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận mối quan hệ tình cảm. Dù chưa biết cả hai bắt đầu quen trong hoàn cảnh nào, nhưng không khó để thấy họ có mối quan hệ thân thiết. Thậm chí với hàng loạt bằng chứng dưới đây, duyên tình càng có cơ sở tin rằng đây đích thị là cặp đôi tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Không chỉ nói mồm đâu, Will và Linka liên tục bị bắt gặp, bị cộng đồng mạng soi ra rất nhiều hình ảnh đáng ngờ. Đầu tiên phải kể đến tháng 9 2019, cặp đôi bị duyên tình bắt gặp tại Singapore cùng nhau. Gil và Linka cùng nhau đi du lịch, lại còn diện đôi đôi tình bể tình. Sau Singapore thì Hàn Quốc chính là điểm hẹn tình yêu. Trời cao trong xanh, tựa lan can cũng giống, khó lòng chỉ là sự trùng hợp. Dù đã rất khéo léo che giấu, nhưng bằng chứng hẹn hò của Gil và Linka vẫn bị cư dân mạng phát hiện ra. Khoảnh khắc Gil và Linka cùng đi du lịch tại nước ngoài được team qua đường ghi lại. Linka và Gil chia sẻ MV mới của Gil để ủng hộ anh, dù từ trước đến nay cả hai đều không thể hiện sự thân thiết trên mạng xã hội. Giày dép cũng phải có đôi, có cặp. Túi xách giống nhau đã đành, đến cả background chụp ảnh sao cũng la lá thế này. Đăng clip tình tứ, hôn tay ai đó, nhưng giữa hàng trăm bình luận, Gil chỉ trả lời đúng một cái nhắc đến Linka. Đoạn clip hôn tay của cô gái giấu mặt khiến cư dân mạng dậy sóng. Rất nhiều bình luận gọi tên Linka dưới bài đăng, vậy mà Gil chỉ chọn ra một cái liên quan đến cô làng để trả lời. Dù hờ hững trách fan nếu lỡ đoán sai. Công khai xuất hiện chung một khung hình, lại còn sánh đôi cực tình tứ trong tiệc sinh nhật của Jun Vũ mới đây. Từng lay bằng chứng đã củng cố thêm được phần nào về ghi vấn hẹn hò của Gil và Linka. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Thế này, đến khi nào Gil và Linka mới chịu công khai để dân tình chúc phúc cho hai người? Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.